Dù trở thành cầu thủ Việt Nam thứ hai sau Công Phượng thi đấu tại châu Âu, nhưng cơ hội ra sân của Đoàn Văn Hậu mở rộng hơn người đàn anh thuộc biên chế câu lạc bộ Hoàng Anh Gia Lai. Trên Transfermarkt, Văn Hậu được định giá 150 triệu euro, nhưng thực chất SC Heerenveen phải bỏ ra 1,27 triệu euro, tương đương với 1,4 triệu đô la Mỹ ký hợp đồng mượn người từ Hà Nội FC. Trang chuyển nhượng hàng đầu này cũng đánh giá cơ hội ra sân thi đấu của Văn Hậu rất cao do chỉ cạnh tranh với hai đối thủ cùng vị trí, gồm hậu vệ cánh Lucas Vandenbeck và hậu vệ đa năng Seren Floramus, người có thể đảm đương vị trí trung vệ hoặc hai cánh sở trường. Dự kiến mức lương SC Heerenveen sẽ trả cho Đoàn Văn Hậu là 20.000 euro một tháng, mức thu nhập khủng được xem là gấp đôi so với Công Phượng nhận được tại St. Truidense. Sau khi anh hoàn tất thủ tục kiểm tra y tế với SC Heerenveen vào ngày 2 tháng 9, Văn Hậu sẽ tức tốc đón chuyến bay về Thái Lan, hội quân của đội tuyển Việt Nam tham dự vòng loại World Cup 2022. Chiều ngày 1 tháng 9, trao đổi thông tin với báo giới, ông bầu Đỗ Quang Hiển của câu lạc bộ Hà Nội khẳng định Đoàn Văn Hậu sẽ về nước tham dự SEA Games. Đây là điều khoản bắt buộc khi Hà Nội FC thỏa thuận với SC Heerenveen về thương vụ chuyển nhượng hậu vệ người Thái Bình. Tôi đã yêu cầu ban lãnh đạo câu lạc bộ Hà Nội đưa việc cho phép Đoàn Văn Hậu về đá SEA Games vào điều khoản bắt buộc trước khi ký hợp đồng. Tôi có nói với anh Chiến, chủ tịch câu lạc bộ Hà Nội, nếu đối tác không đồng ý thì kể cả có trả cho 10 triệu hay là 20 triệu đô la Mỹ cũng từ chối. Tạo điều kiện cho Văn Hậu nhưng cháu nó cũng phải có trách nhiệm với người hâm mộ nước nhà, trách nhiệm với quốc gia. Huy chương vàng SEA Games là một trong những mong muốn của hàng triệu người dân Việt Nam. Phía đối tác cũng bày tỏ thiện chí với yêu cầu này. Còn trước mắt, ngày 3 tháng 9, Hậu sẽ có mặt tại Thái Lan để hồi quân cùng với đội tuyển. Với phát biểu của ông Hiển, huấn luyện viên Park Hang-seo có thể trút được lo lắng về việc Văn Hậu không thể đá SEA Games như từng chia sẻ với báo giới ngày 31 tháng 8. Là cầu thủ chơi bóng tại Nhật Bản, Chanathip Songkrasin được đánh giá rất nguy hiểm cho hàng thủ của Việt Nam. Ngay cả huấn luyện viên Park Hang-seo cũng sẽ phải để ý và chắc chắn sẽ có chiến thuật để bắt chết cầu thủ này. Trong trận Việt Nam-Thái Lan tại Kings Cup 2019 hồi tháng 6 vừa qua, Chanathip không có mặt vì chấn thương. Nên lần đụng độ lần này, cầu thủ của Thái Lan tự tin sẽ cùng đội bóng của mình đòi lại món nợ cũ. Vừa bay từ Nhật Bản về Thái Lan vào ngày 1 tháng 9, Chanathip chia sẻ với truyền thông rằng anh rất háo hức trong trận cầu tới, đồng thời hy vọng mình sẽ đốt lưới thủ môn Văn Lâm và giành 3 điểm. Thời gian qua, bóng đá Việt Nam phát triển vượt bậc, họ lao nhanh như là một con tàu và có rất nhiều những cầu thủ giỏi. Tuy nhiên, chúng tôi được chơi tại sân nhà và với tình hình hiện tại, tôi hy vọng sẽ ghi bàn vào lưới của Việt Nam và giành 3 điểm trước đối thủ này, ngôi sao bóng đá Thái Lan cho biết. Đội tuyển Thái Lan đã chính thức đưa ra danh sách chính thức nhằm chuẩn bị cho cuộc tiếp đón Việt Nam trong khuôn khổ vòng loại World Cup 2022. Đáng chú ý, đội bóng xứ chùa vàng chỉ gọi đúng một tiền đạo duy nhất, đó chính là Supachai Jaidet. Trong khi đó, ở vị trí thủ môn, huấn luyện viên Nishino quyết định triệu tập đến 3 cầu thủ. Bên cạnh đó, vị chiến lược gia người Nhật Bản thể hiện rõ quyết tâm muốn đánh bại Việt Nam bằng việc đưa 4 cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài vào danh sách như Chanathip Songkrasin, Thitipan Puongchang, Calvin Thamsachanan, Therathong Bumathan. Ở bảng danh sách này, ông Nishino đã loại đi 10 cầu thủ. Đáng tiếc nhất là trường hợp của hai hậu vệ Pacharapon Intani và Saringan Prosupa đang đạt phong độ rất cao và bị loại. Việc Thái Lan chỉ gọi một tiền đạo vào đội hình khiến nhiều người bất ngờ, bởi trước đó trong danh sách sơ bộ, ông triệu tập 2 tiền đạo, nhưng có vẻ như huấn luyện viên người Nhật Bản muốn tập trung vào hàng tiền vệ nhằm sử dụng lối chơi thiên về mặt bậc. Trận đấu giữa đội tuyển Thái Lan và Việt Nam sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ ngày 5 tháng 9 tới đây.